Rồi, xin chào mọi người nha. Thì sáng nay mình giao lưu cho mọi người cái camera mini dán trực quanh. Thì cái này hiện tại thì đỡ trong cái chậu lọc lòng 30. Cây nó cao tầm 35. Còn cái tán hoành của cây rồi tầm 40. Đây là cái vết ghép của cây này. Cây ghép vô phôi rất là già. Thì nó thành phẩm rồi, lọc lá rồi nó để tụ già ok hết, giống hoa đẹp. Thì anh em nào có thiện chí thì liên hệ mình số điện thoại 0849 02 0790 nha, giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Rồi xin chào ạ.